Ok, cả nhà ơi, Tâm Mai 71 trích đoạn Lan Kỳ Điệp phần cuối. Ok, mùi ấy gửi cho Tâm Ca tới ba bốn cái luôn, mà hát đỡ ba cái trước đi. Ủa, ai như anh Tú Hoa kìa? Con có rót nước nha con. Thả chị cử. Dạ anh mới qua, khách khứa gì đâu. Vợ thằng Điệp nó mới về đó anh Tú. Dạ bác mạnh dội. Dạ thưa bác, bác uống miếng nước để đó đi cháu. Có cháu về đấy thật là mái quá, thật là đúng lúc. Chị cử à, tôi vội vã qua đây là để cho chị thấy tôi được tin con Lan đang bệnh nặng ngặt nghèo như đèn treo trước gió lầm lòe hồn mong mình theo chuông lành sắp sửa lìa trần hăm hối từng cơn. Điệp con hãy xem đây bức thơ của hòa thượng. Cánh lan lìa cành buồn đến góc hoa đường địa ngục thênh thang nan chờ nhau. Con bứt tóc lên đường theo lời sự cũ dặn trong thơ. Con tạo ra lời sao tạo ra chi ly biệt với tương thùng. Chú Tiểu, tôi vừa nhận được thư của sư phụ nên tôi vội vàng. Phải thầy, tôi cho tìm thiết chủ mấy ngày nữa vì vĩnh tình của chú Điệp ngài thêm trầm trọng mà miệng cứ kêu tên thiết chủ mãi không thôi. Cho nên dù thầy tối chuyện đời gác bỏ ngoài tai mà cũng không dằn được cơn xúc động. Chú Tiểu, chú ở tôi gặp sư phụ để mấy ngày nãy thầy tối trông đợi thí chủ đến mỏi mòn. Người vừa mới rời chùa đến giữ cái đàn ở Linh Sơn Tự. Trời, trời ơi, vậy là đến phút cuối tôi cùng chậm chân. Biết phải làm sao để gặp được. Không lẽ suốt đời hết được thấy mặn nhau.
Thí chủ ơi, cho qua đau thương nhất phút ra đi. Thầy tôi có dặn là do nếu người đến nơi này hãy cao áo cà sa. Người hãy khoác lên giả giả kẻ tu hành, rồi tôi dẫn đường vào chốn hậu liên. Được rồi, cứ mặc cái này cứ tiếp. Chú Điệp, chú hãy cố tỉnh dậy, thầy đến thăm chú nè. Mặt thầy, chú cứ nằm đó nghỉ đi. Thầy, thầy thương chú lắm, không sao đâu. Cảm ơn chú, chắc tôi cũng sắp được đợi đợi yên nghỉ. Mà lòng con giọng đông phạm giới cấm môn quý mang điều dòng ngư. Con không phải là Vũ Khắc Điệp, mà tên thật là Nguyễn Thị được lòng trần, đã quên được nỗi sầu xưa. Đâu chắc tại con sắp giả biệt cuộc đời này, nên tai nghe tiếng nói của ân sư mà cứ ngỡ như người xưa.
tình xưa chôn vùi kỷ niệm, nhưng trời đất như cũng vô tình khơi lại niềm đau. Ngoài kia trời lất phất hạt mưa, cho mấy con ve nhỏ thức dậy cất tiếng kêu sầu khô. Lá bạc ngoài kia cũng ngập ngừng rơi trong gió. Những nỗi buồn xưa còn chồng chất giữa và hàng đẹp trên sông im liềm sôi đáy nước, chỉ câu tre gãi nhiều đứng trên dân. Con đường đất đỏ quanh co những buổi chiều vàng, vắng bóng người con gái quẩy gánh hàng trên đường về khi tan chờ. Thầy ơi, thầy là bậc chân tu, mà khi nghe trời chôn sáng tu còn gợi lòng nhiều kỷ niệm. Hôm chi con là kẻ trót mang nhiều khổ lụy, tuy khoác áo nâu xong mà lòng còn nắng nở thế gian. Tu kể lời kinh không khuây khỏa được chuyện lòng, tiếng mõ hồi chuông cũng gợi buồn gợi chờ đợi dân đường.
lang lang gương tình đi lang. Trong giây phút sau cùng hầu gặp lại bạn đồng, trước phút biệt ly niềm mù ai mới gọi, như người xa mới tìm về. Lan Lan ơi, anh là đẹp đây, em hãy gượng dậy mà nhìn cho tận mặt. Anh đã đến đây vừa kịp lúc để tiễn đưa em vào thế giới muôn đời. Trời, anh điên. Lan ơi, tôi tin chi em đài đo cuộc đời, chôn tuổi xuân trong nỗi sầu khổ hạnh, trong khi lòng còn nặng nhớ thương. Nếu chốn tiền ngục em không tìm được lãng quên, thì sao cố tình không cho anh gặp mặt? Nếu tư cụ không cho tìm anh đến kịp, thì chắc mình vĩnh biệt muôn đời mà không thấy mặt. Sao lần anh lặn lội đến tìm em, sao em lại cắt đứt chỉ chuông không cho anh gặp mặt? Em muốn trả anh về với gia đình hạnh phúc, nên những tờ thư anh gửi em còn giữ nguyên đây nè, em đâu có đọc. Trời ơi, cũng vì vậy mà em nào hay biết chuyện gia đình của anh đã tan nát còn đâu, nên em cứ mãi giữ nỗi sầu chôn chặt niềm đau, rồi năm tháng cắt chồng cho lang tàn lang heo. Trời ơi, bài kỳ cằn lạ lại cay nghiệt, cho người đài đỏ cuộc đời kẻ tan nát lòng đau. Từ bấy giờ mình mãi mãi bên nhau, không bao giờ mình còn xa nhau nữa. Lan ơi, em hãy cố gượng kéo dài cuộc sống, mình sẽ đưa nhau về chốn kỷ niệm ngày xưa.